Ngày 22 đến ngày 25 tháng 3 năm 1961, Đại hội đoàn Thanh niên Lao động Toàn quốc lần thứ 3 long trọng tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Trong không khí phấn khởi, Đại hội đã kiểm điểm công tác của đoàn từ Đại hội 2 năm 1956 đến năm 1961, tiến hành thảo luận và quyết định phương hướng nhiệm vụ của đoàn và phong trào thanh niên, động viên thanh niên hăng hái tiến lên hàng đầu, cống hiến hết sức mình, hy sinh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Đại hội quyết định lấy ngày 26 tháng 3 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập đoàn. Đại hội vinh dự được chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới thăm và biểu lộ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ đối với sự nghiệp cách mạng của tuổi trẻ. Phát biểu với đại hội, Bác căn dặn thanh niên cần phải làm đầu tàu, gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước, phải thực hiện khẩu hiệu đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm. Thanh niên hãy phấn đấu theo khẩu hiệu vì chủ nghĩa xã hội, vì thống nhất đất nước, vì lý tưởng cộng sản. Thanh niên anh dũng tiến lên. Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm công trường đắp đường Cổ Ngư, tức đường Thanh niên ngày nay. Khi học sinh cấp 3 Hà Nội đang lao động trên công trường, các em học sinh vui mừng đón Bác. Bác cùng các em tham gia lao động trên công trường, nói chuyện thân mật với các em. Bác khen các em có nhiều tiến bộ trong học tập, trong lao động, như thế là tốt. Bác khẳng định lao động là vẻ vang và mong các thầy giáo, cô giáo đoàn kết, tiến bộ hơn nữa.